chà, một tháng 6 sắp tới rồi mấy bạn ơi. Bây giờ mình mua cái món quà gì độc đáo để mình review đây? Để Cúc suy nghĩ thử coi. À, có rồi. Bây giờ mình đi shopping online nha. Tìm tìm tìm. Đâu, để Cúc lướt coi. Chà, có nhiều món hay quá nè. À, có rồi. Rainbow High Heel luôn. Trời ơi, nó dễ thương quá mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy làm sao? Mình mua con này nha. Ok. Ok. Đồ chơi đây rồi. Chloe's Entertainment Channel. Chào các bạn. Các bạn ơi, đến hẹn lại lên, hôm nay Cúc sẽ giới thiệu cho review cho mình một bộ đồ chơi nằm trong collection. Ở đây mình thấy cái tên của collection là Rainbow High. Đây là một bộ phim hoạt hình. Thì ở trong đây nó sẽ có 7 nhân vật ha. Thì đây là một trong những nhân vật mà hôm nay Cúc sẽ review về cái studio hair để làm tóc cho con búp bê này. Con búp bê này mình có thể thấy tên của nó là Amaya Rain. Ở trong đây thì nó sẽ có 5 trong 1, tức là trong một cái bộ này sẽ có 5 món. Đầu tiên á, là mình sẽ thấy một màu đỏ, màu cam, màu vàng với lại một cái glitter và một cái màu tím, người ta gọi là kem dưỡng tóc với lại một cái glitter. Rồi sau đó là mình sẽ thấy một cái hộp phấn nho nhỏ ngay bên đây, ngay cái hình này mấy bạn. Thì cái này là phấn làm tóc. Rồi một cái phụ kiện bao gồm những cái kẹp nhỏ nhỏ xinh xinh và có đủ màu sắc của một cái cầu vồng. Và một cái dụng cụ cuối cùng như mình thấy ở đây là cái đồ duỗi tóc ở ngoài tiệm đó. Nó sẽ làm duỗi cho tóc thẳng ra. Thì ở đây nhưng mà cái duỗi tóc ở đây nó sẽ có một cái điểm đặc biệt, đó chính là khi mà nó duỗi tóc thì nó sẽ tạo ra cái màu tóc luôn. Lát nữa các bạn xem thử nha. Rồi, khi nào mà mình có cơ hội thì mình có thể sắm thêm những cái collection này nữa để được đủ một bộ luôn ha. Còn hôm nay thì Cúc sẽ chỉ review về búp bê Amaya thôi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mở ra để cho các bạn coi là ở trong đây là chính xác là nó sẽ có những cái dụng cụ gì ha. Ok. Rồi, cắt thêm một cái bên này. Ngoài nó dính kỹ quá mấy bạn ơi. Cái này mình bộ này thì mình có thể mua trên Merchandise nha mấy bạn. Giá của nó là 1.159.000. Rồi, bây giờ mình lấy ra nha. Wow. Đây là một cái bộ full của nó. Ủa sợ nhớ... đã quá đi. Đã không Chloe? Đã, không có sợ cái tóc. Con búp bê đây để Cúc lấy ra nha. À nó bị ấy vậy thầy. Đã Cúc chút. Thôi ơi, con búp bê này nó có bự bằng mấy con búp bê của Chloe không? Bự hơn đúng không? Nhưng mà nó bự hơn. Đúng rồi. Trời ơi, nó chắc chắn quá nè. À nó có cọng dây ở đây nữa. Cái này là sau khi mình đã mở hộp nè, mình unbox xong mình sẽ thấy có búp bê và những cái màu để lát nữa mình sẽ làm tóc ha. Rồi đây là những cái phụ kiện và cái khăn để giữ con búp bê. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình mở con búp bê ra nha. Thôi ơi, phụ Cúc nè. Rồi cầm con búp bê đi. Đây nè. Không lấy cái kẹp được. Từ từ đợi Cúc. Đây. Để đây cho mấy bạn coi nha. Oops, sorry. Thôi ơi, sorry. Mở phụ Cúc đây. Thôi để Cúc mở luôn. Đây, Cúc cho mấy bạn coi cái màu rất là đẹp nha, vàng lấp lánh. Rồi, đây là cái lược.
Rainbow. Ok, thôi bây giờ mình gắn cái này rồi đi. Mình làm cái thanh để giữ con búp bê. Thôi ơi, đưa cho Cúc con búp bê đi. Right away. Đây. Rồi. Mình sẽ sử dụng cái phần tóc trắng để mình làm tóc cho búp bê ha. Oops, sorry. Rồi. Tin tin, xong rồi. Khôi ơi, bây giờ mình sẽ làm một cái màu tóc nào đó. Mình dùng cái máy này. Trước tiên là mình dùng cái này. Đây. Cái đồ cái dụi tóc. Cúc sẽ làm cho các bạn coi nha. Cái dụi tóc này nó rất là khác với lại cái bình thường. Khôi ơi. Khôi coi nè. Đây nha, tóc màu trắng nha mấy bạn. Tên tên tên. Khôi ơi, màu gì đây? Màu tím tím nè. Mà Cúc làm nhẹ quá, để Cúc làm thêm một lần nữa cho mấy bạn coi nha. Đó, bây giờ thì nó có thêm một cái màu xanh. Wow. Màu ombre. Rồi, mình sẽ để ở đây ha. Rồi, bây giờ mình qua một cái nhúm tiếp theo. Khôi ơi, Khôi cho Cúc màu, thích màu nào đâu? Bây giờ mình sơn màu nào trước nè? Yellow. Rồi, Khôi chọn màu vàng các bạn ơi. Màu vàng là hơn. Ừ, bây giờ mình mở ra nha. Wow, không Cúc cho các bạn coi nha. Đây là cái chất liệu ở bên trong của cái chai, nó sẽ như vậy, nó sẽ sệt sệt và nó có màu vàng. Đó, nó như kem vậy đó. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái này. Mình chét lên tóc của búp bê. Thôi ơi, dịnh con búp bê dùm Cúc đi. Không. Sao vậy? Khôi đang mê với lại mấy cái kem dưỡng tóc rồi. Thôi vậy Cúc sẽ tự xử. Đây. Các bạn ơi, rồi mình để đây cho nó khô ha. Tên tên. Bây giờ thì búp bê đã có thêm một màu tóc, đó là màu vàng. Đấy. Bây giờ ở phía dưới màu vàng này Cúc sẽ lấy một màu khác. Cho Cúc màu tím nha. Ở bên trong nó sẽ có màu tím giống như vậy. Chất thì chất liệu sệt sệt. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy lên đây. Đây này các bạn. Màu tím pha với màu vàng. Pha với màu tím. Màu tím pha với màu vàng nó sẽ ra màu tím tím. Rồi. Khôi ơi, và bây giờ mình cho màu đỏ với màu cam vô ha. Như này các bạn. Để mình giúp cho. Rồi, Khôi làm đi, Cúc dịnh búp bê cho nè. Không, lấy cái này. Rồi. Gác lên tóc. Đúng rồi, hay quá. Rồi, quẹt xuống dưới đây luôn đi. Rồi, được rồi. Khôi lần đầu tiên trải nghiệm làm tóc ở hair salon. Rồi, Khôi ơi, bỏ vô đây, để đây đi.
không có làm nghe. Ok, không có làm nữa, để cho Khôi làm. Cho màu đỏ. Màu đỏ đi. Ôi. Chứ màu đỏ chứ có. Đây có mở ra. Rồi. Màu đỏ, màu đỏ. Màu đỏ. Từ từ. Ê, từ từ. Dưới lên này. Khi hướng qua đây cho mấy bạn coi nè. Đó. Cái này là màu hồng cam mấy bạn ơi. Rồi, được rồi, được rồi, được không rồi. Chưa đủ. À, chưa đều hả? À, cái đậu là đậu rồi. Đây, đây, bỏ đây, bỏ vô đây. Xong. Giờ mình để cho nó khô. À, con vi chó này vô. Thôi giờ tới cút nha. Đây các bạn ơi, cái này gọi là glitter ở phía trong. Nó sẽ có kim tuyến màu xanh. Đó. Đây. Rồi, bây giờ cô sẽ chét lên tóc nha. Thôi ơi, mình chết. Để lên đây nè cho mấy bạn thấy. Từ từ. Rồi bây giờ mình chét lên cái chỗ màu cam hồi nãy nha. À đừng có chét lên cái đỏ mà. Chét lên cho nó có kim tuyến. Đó. Rồi được rồi, nó vậy là đẹp rồi đó. Chưa nở mà. Thôi chưa chịu luôn. Rồi xong, bây giờ Cúc trong quá trình Khôi sơn tông màu cho tóc thì Cúc sẽ dùng những cái lên. Đây Cúc dịnh chưa? Chưa nói nghe. Thôi được rồi, cái đó để lát nữa mình tô sau. Thôi chưa. Rồi được rồi, Khôi ơi, bây giờ dịnh cho Cúc đi, dịnh búp bê cho Cúc đi. Mà không có dịnh được. Dịnh đi để Cúc ấy cái kẹp vô cho búp bê nè. Khôi ơi, xong chưa? Rồi, Khôi ơi đã xong. Giờ Cúc sẽ dùng mấy cái kẹp, ba cái kẹp đi ha, kẹp tóc lên bên đây. Không dùng cái này được con. Cái này được con. Cái đó hồi nãy Cúc dùng rồi. Dùng rồi hả? Để lát Cúc làm bên đây thấy. Đợi xíu. Cho mình thấy. Đây các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, bây giờ để cho Khôi làm lại lần nữa cho các bạn coi phía bên này nha, để cho cái thấy cái tóc nó sẽ khác với lại bên kia. Rồi Khôi ơi, bỏ vô đây Cúc giữ tóc nha. Rồi bóp lại cái mạnh lên, mạnh nữa nó mới ra màu, mạnh nữa. Ừ đúng rồi đó, đây cái màu nó sẽ là tím tím như vậy ha. Khôi làm lại lần nữa đi. Yeah. Đó, có thêm màu xanh. Rồi. Mình kéo cái màu tóc này ra đây. Nữa, nữa, nữa. Nữa hả? Vậy làm thêm một cái chùm này thôi nha. Từ từ để Cúc dịnh con búp bê cái. Rồi, Khôi kéo đi. Bên đây nè, bên đây nè. Không được. Không được hả? Rồi, giờ kéo lại đi. Rồi, đúng rồi đó. Được rồi đó. Có một xà. Rồi. Được rồi, đẹp rồi đó. Trả lại sơ sơ tí. Để nó khô đi. Rồi. Xong. Nhưng nó búp xơ. Rồi, bây giờ mình tháo con búp bê ra ha. Hình như là mình đã làm tóc xong nó, cho nó rồi đó. Khôi ơi, mang giày vô cho con búp bê đi. Ha, không được. Sao vậy? Có nhúng nước vô không? Từ từ.
Đây, mình sẽ mang giày vô cho nó ha. Giày nó thẳng quá à. Ừ, giày này là giày bút đó. Coi qua đây, qua đây coi nè. Đó. Bây giờ thì mình đã có một cô bé búp bê Mia với màu tóc colorful, rất là màu ha, bảy sắc cầu vồng luôn, cộng thêm một bộ đồ rất là style và đôi giày boots màu đen cao. Cái chất liệu này thì mình có thể bỏ nhúng nó vào nước và mình rửa nó trôi được nha mấy bạn. Sau đó là mình có thể dùng để làm một cái kiểu khác cũng được, không sao hết. À, này. Clubbers. Đây để cút. Clubbers. Rửa Clubbers. Thử nha. Làm thử một cái cọng nho nhỏ. Clubbers. Clubbers. Get up. Thôi ơi. Get up. Thôi bỏ vô nước rửa đi nè. Bỏ vô nước rửa lòng. Ừ, bỏ vô nước rửa. Đó. Mình bỏ, Cúc sẽ làm thử một cái cọng này nha. Đó, nó chuẩn bị ra màu nè. Cái màu gì ta? Nè, mình thấy cái nước nó bị đục luôn rồi nè, đó. Điện tiếp đi. Đó, nó trắng lại rồi. Lát nữa là mình sẽ làm được một cái kiểu khác nữa đó. Kiểu khác nữa hả? Ừ. Kiểu khác vậy? Rồi, Khôi ơi, cho Cúc tờ khăn giấy đi. Cho mình khăn giấy. Đây, Khôi ơi, nó mất màu rồi nè. Các bạn ơi, có thấy không? Bây giờ nó trở lại một cái màu trắng, màu bạch kim rồi đó. Khôi ơi, qua đây coi nè. Qua đây coi, để lên. Đó. Các bạn ơi, bây giờ thì nó đã trắng trở lại rồi. Mình có thể làm một cái kiểu khác. Các bạn ơi, buổi review về búp bê Amaya hôm nay là kết thúc rồi. Khôi ơi, Khôi mặc rồi đẹp rồi, sẵn rồi đúng không? Rồi bây giờ Khôi dẫn Amaya đi ăn tiệc đi nha. Rồi hai đứa dắt tay nhau đi đi. Sao nắm tay Amaya đi. Nhưng mà nó nhỏ quá. Thì nó nhỏ. Nó là búp bê mà, búp bê mini mà. Rồi xong. Các bạn ơi, nhớ like, share và subscribe kênh channel của mình và Chloe để tụi mình có động lực làm thêm những cái video mới hay hơn nha. Chào tạm biệt Chloe ơi, tạm biệt mấy bạn đi. Bye bye. Bye bye.